Xin được chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Chém Gió Nhiếp Ảnh của Alpha Crew. Và trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái lĩnh vực khác trong nhiếp ảnh, đó là chụp hình macro. Vì có rất là nhiều bạn đã yêu cầu mình về vấn đề này. Đầu tiên thì mình xin chia sẻ với các bạn một vài khái niệm về ảnh macro. Thì cái thể loại này á, là cái thể loại chụp ảnh mà các bạn có thể chụp một cái vật rất là nhỏ mà chúng ta sẽ phóng đại nó lên thành một cái vật rất là lớn. Khi mà tấm hình của mình được xem những cái vật nhỏ giống như là côn trùng hoặc là hoa hoặc là những cái vật nhỏ hơn, để mắt thường của mình sẽ thường thì mắt thường của mình sẽ không nhìn được những cái vật đó thật là lớn. Và để chụp được cái thể loại này thì chúng ta phải đưa sát cái ống kính lại với cái chủ thể mà chúng ta muốn chụp. Mà thông thường á, thì những cái ống kính làm ra nó có một cái gọi là cái khoảng cách nhất định mà các bạn phải đạt tới để cái ống kính nó có thể thu được khả năng lấy nét, nó có thể được áp dụng. Ví dụ bây giờ trên tay mình là cái ống kính Canon 40mm, ống này thì nó cũng có khả năng macro một chút, thì chúng ta có thể tìm được đó trên ống kính là giống như ở đây. Các bạn thấy là nó để ở trên ống kính để là macro và khoảng cách của nó là 0.3m hoặc là 0.98 feet. Thì ở khoảng cách 0.3m đó là khoảng 30cm, là khoảng cỡ này thì chúng ta có thể lấy nét được. Nếu như đưa gần hơn thì chúng ta sẽ không lấy nét được. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này thì bây giờ các bạn có thể đưa ngón tay mình lên, nhắm một mắt lại. Thì bây giờ mắt các bạn cũng sẽ giống như là một cái ống kính máy chụp ảnh vậy đó. Các bạn cứ đưa ngón tay các bạn lại thật gần cho đến khi nào các bạn không còn nhìn rõ ngón tay của các bạn này được nữa đó, thì các bạn biết đó là cái khoảng cách mà cái ngón tay nó cần cách xa mặt các bạn để các bạn có thể lấy nét đúng. Như mình ở đây thì mình không còn thấy ngón tay rõ nữa, tại mình không có thể nào mà focus được nữa. Ở đây thì mắt của mình nhìn thấy ngón tay được rõ. Thì đó là nguyên lý mà khi người ta tạo ra cái ống kính máy chụp ảnh, nó cũng giống như là mắt của chúng ta vậy đó. Mắt chúng ta thì là một cái lens rất là tốt, nhưng mà mình hơi già rồi hay sao á, cho nên gần quá thì lấy nét không được nữa. Thì để tạo cái khả năng chụp được ảnh mà gần máy thì chúng ta nên làm cái gì? Đây là cái khoảng cách thông thường mà cái máy chụp ảnh và cái ống kính. Bây giờ thì khi mà mình đưa cái ống kính ra càng xa thì hình ảnh mình có khả năng đưa cái lens lại gần hơn với chủ thể của mình. Và để làm được cái điều đó thì có hai cách. Là một là các bạn mua những cái ống kính nó có sẵn cái khả năng đó rồi. Hai á, là các bạn có thể sử dụng những cái ống nối giống như vậy. Ống nối này mình mua rất là rẻ tiền thôi, mà ở này nó có thêm những cái tính năng là nó cho phép mình focus, nó cho phép mình lấy nét á. Còn nếu mà nó không cho phép mình lấy nét cũng không quan trọng lắm, các bạn có thể dùng lấy nét tay ở trên máy và chụp. Ok, rồi gì nữa ta? Về thông số của những bức ảnh macro thì khi chúng ta đưa lại gần thì cái trường ảnh của nó rất là hẹp, cho nên các bạn cố gắng để khẩu độ thật là cao và ISO cũng nên cao một tí để chúng ta có được một cái tốc độ hợp lý để mà mình chụp tấm ảnh nó không bị nhòe và nó sắc nét hơn. Bây giờ mình sẽ chụp hình ảnh thử cho các bạn xem. Mùa này ở đây thì mình không còn hoa, lá, cỏ hoặc là những con côn trùng để mà chụp nữa. Giờ cũng gần sắp tối rồi, mình sẽ chụp một bộ xe của một người bạn cho mình mượn. Bộ này hơi dữ dằn đó nha, mà mình nhìn vô chả biết gì. Mình đã để những cái xe ra đây thành một cái bộ và bây giờ mình sẽ chụp cho các bạn coi. Một cái tấm bình thường mà mình không có gắn những cái ống extension xuống ở trong đó, những cái ống nối. Và mình để thông số rất là bình thường thôi. Như bây giờ mình đang ngoài trời đủ sáng, mình để ISO 500 để, và cái khẩu độ mình là lớn nhất. Mình mở ra lớn nhất là 2.8. Thì tốc độ của nó cho phép mình lên từ 1/500 tới 1/600 một giây để mình có được một tấm ảnh đẹp. Như là để đây á, là gần quá không lấy nét được, mình phải đưa xa xa ra tí.
shit. No memory card. Can you go get memory card for me? Fuck me. Just stay here. So, yeah, pretty much that's me now. Wow! Hey! Lấy được sẽ nhớ rồi. Bây giờ mình sẽ gắn một cái ống nói vô để coi cái khả năng thu ngắn khoảng cách của nó là như thế nào. Khi mà lấy lens ra thì các bạn phải nhớ là phải nhớ tắt máy để cho cái sensor nó đóng lại. Như các bạn đã thấy thì chỉ với một ống này thôi mình đã có khả năng thu ngắn bức hình lại rất là nhiều. Từ phải chụp nguyên mẫu chiếc xe sao một tí, mình thu lại mình chụp được những cái gần hơn. Và bây giờ những cái xe này nó hơi lớn, nếu mà mình muốn gắn thêm tiếp là cái khả năng đưa lại gần nó sẽ tăng lên, thì mình sẽ chụp được những cái nhỏ nhỏ hơn. Giờ mình đi tìm những cái gì nhỏ nhỏ chụp đi. Chụp bông hoa chẳng hạn. Bây giờ mình sẽ chụp một tấm bình thường. Không có ống nối để cho các bạn coi là cái khoảng cách nhỏ nhất mà mình có thể đưa đến. Đó là cái khoảng cách mà không có ống nối. Bây giờ gắn ống nối vô coi khoảng cách nó lên được làm sao. Nhớ là phải cho khẩu độ lên cao một tí. Bây giờ mình có thêm một cái ví dụ nữa cho các bạn, đó là chụp những cái bông hoa ở đây. Thì những cái bông hoa này bản thân của nó cũng rất là lớn rồi, cho nên mình không có cần phải sử dụng ống cái ống extension để mà chụp macro nữa. Mình chỉ cần chụp bình thường nó cũng rất là đẹp, nhưng mà mình muốn cho các bạn thấy là cái sự khác biệt khi mà các bạn gắn cái chụp macro vô để các bạn có thể chụp những con côn trùng khác mà bây giờ ở đây mình không có khả năng để bắt. Thì đó là một tấm hình bình thường mà cái máy bình thường, ống kính bình thường như là cái này nó cho khả năng mình có thể lại gần và chụp được. Bây giờ mình sẽ gắn ống vô và chụp được các bạn xem. Đó là tấm hình mà những cái nhụy hoa nhỏ xíu chụp này gần quá chụp ra không thấy gì hết. Làm chưa? Is it too? I think it's too high or something. I'll leave it like that. Okay, alright. Well, oh, chẳng nhỉ mà. Đó là cái video của tuần này và mình xin chia sẻ với các bạn những cái kiến thức cơ bản hay là cách mà để các bạn chụp macro.
hình macro nó rất là đẹp, nhưng mà mình ra thì tại vì những cái tấm hình mình nhìn rất là lạ, khi mà các bạn phóng lớn những cái vật nhỏ khi mà chụp rồi cũng thấy thích, nhưng mà chơi thể loại này thì nó hơi mệt một chút, nó cũng hơi tốn kém nữa. Nếu các bạn chụp như mình thì nó đỡ tốn kém hơn là mình dùng những cái ống nối giống như vậy, chứ mua một cái lens thì rất là mắc tiền. Rất cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả các bạn. Như mọi khi thì mình để Facebook và trang cá nhân của mình và của Alpha Crew ở dưới phần description. Các bạn có thể vô trang của Alpha Crew á, Facebook để coi hình nhiều hơn, hoặc là muốn kết bạn với mình thì có thể vô Facebook của mình. Tất cả đều nằm dưới phần description. Xin cảm ơn sự quan tâm và theo dõi tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. This is my bitch. Holy shit, I touched your ass. Holy hell, man. Damn, you smell like I ate. What the hell? Fuck. Fuck. Man, wear my hand sanitizer. Holy shit. Oh my god, man. Tại vì đưa cao lên phải point it out like this. That's why I don't want you to use that like that. Mình phải point it out vậy nè. Point it down. That's too high already. Yeah. Có thể thấy cái vật thật là nhỏ, thật là lớn trong bức hình. Thì... Sorry. Get some headphones. You fucking me, right? Where's my headphone? Shut the fuck up now. But Angelica's on FaceTime. Let me get a headphone. Đầu tiên, mình xin... Êm!